Dâu 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 bà con sâu, trong 500 anh em nó quay trở lại cùng em Minzy trong C bình luận PK lên server. Và đây là em Minzy đến từ server Taiwan anh em nhé. Chúng ta sẽ cùng đến với chế độ classic cơ bản của server Taiwan. Đừng quên 30 giờ ngày chúng ta, 11 giờ, 15 giờ và 19 giờ anh em nhé. Chiến thôi. Maki của server 131. Iori. Mari. Benny 2003 và New Mr. Karate anh em nhé. Đó là bốn võ sĩ mình lựa chọn trong cuộc chiến với thanh niên của server này. Kyarit, Hao Hát, Kyo và GC. Hơi khó nhỉ. Choáng đến từ Orochi. Có choáng đến từ Orochi, tem bạn lại không có cảm nộ. Ngon. Tê liệt phát nữa. Đúng rồi, đến không có kìa. Đôi nỗi đau luôn. Lửa sắp đau được không nhỉ? Ấy à. Lửa sắp đau được không nhỉ? Nhảy Mario cái thì nghĩ là thôi nhỉ, nhảy nữa nó chết tới đấy thì sao. Với hai nữa mình tăng thủ nó lại không sắc đao được mình, cứ phải ăn chắc mặc bền như là người nhất cơ này. Hao Hát có giảm độ. Ờ, nó 454 nó không có độc chiêu này nhỉ. Ờ, nhưng mà nó cũng không có gì. Ôi, không có gì thì mình chào tạm biệt thôi nhá. Không có gì thì thôi mình chào tạm biệt nhau ở đây thôi. Vậy tài xin chào, chào tạm biệt bạn thân ơi. Thương nhớ nhau ngàn đời tơ đời đời. Ủa. Vẫy tay xin chào rồi. Anh em không phải ngẫu nhiên tôi nhét thằng ca phẩy vào cái chỗ gọi là gì nhỉ? Ừ, người ta gọi là thời xăm đấy hả, đúng không? Người ta không phải là cái chỗ thời xăm đấy đâu anh em hiểu không? Đấy. Và để mút chí mạng ấy nha anh em nhá. Và để mút chí mạng ấy nhá. Cùng đến game đấu tiếp theo nào. Brown của server 69. Major. Somi Yasuo và Gonit. Athena Ruvo đây. Xấu nhé cái tèm. Không ra hệ thống cống rãnh gì nhỉ.
không ra cái thể thống cống rãnh nhiều đến quả tem. Không thấy tương lai đâu. Tương lai sắp em trong một lâu đài. Ôi ôi, mẹ nổ trí quả giờ hơi vậy. Mày quá khó mõm mù lại không hết hơi. Vì sao em phải khóc? Thế không giật chết được nó nhỉ? Thế không giật chết được nó kìa. Phế vật này, theo mình nguyên kỹ, còn đủ gồ đúng như con phế vật ấy nhỉ. Giờ để ý nó không có hồn vũ khí. Đừng nói tôi bằng Blue, mẹ nó giết chết được con Nokuru kia chứ. Đen lắm nha. Nếu con Nokuru chết nhìn này thì khá đen cho mình. Sợ mô mô độc chiêu lại xuyên ra. Nó giết con Sumi. Ôi trời ơi, đúng là số con chó nhỏ mà. Đúng là số đồng chó nhỏ. Đẹp thật. Thua rồi, đến đây thua rồi. Nhịp vừa rồi, không để ý con gì cả, không để ý con Nokuru chứ. Vừa rồi, không để ý con Nokuru nhỉ. Quên mất, không chuyển hướng con Nokuru đi. Con Momo nó đã độc chiêu từ đầu đến cuối rồi, đã thấy điểm điểm rồi, không đẩy nó đi cái, toang luôn. Terry, chúng ta có Tachibana Ukyo, Nokuru đây, chuộc lỗi với Nokuru à, Benny, Kate có đúng đắn không? Kate có đúng đắn không? Con này có phải tứ chất 14 đâu anh em. Vừa nãy mình nhìn nó ghi chữ SR ở đấy mà. Này gấu mà. Thằng này hình như hồn hổ ấy à. Đoán bừa ấy nhỉ. Come on.
Đối thủ lại quýt luôn nhỉ. Đang vào đá, đang vào cầu, đối thủ lại quýt mất. Đang vào cầu, đối thủ lại quýt mất. Đây gì nhỉ? Đấy không? Nó từ chất SR luôn nhé. Đứng nhầm lẫn con đỏ với con kia. Chi xanh Athena 202 choáng rồi. Mẹ phao hồi sinh nó lại hay. Mẹ có phá bút thì chả sợ. Pha này thế điểm điểm. Pha này thế điểm điểm. Thế mà nó không chết thì lại kiểu mà không giết được kìa. Cũng không giết được liệu có phải trả giá không? Thế anh dài. Mày hết thế anh dài. Mày hết thế anh dài. Ái là giờ không còn đại đế ạ. Liệt thật chứ. Ái thật. Giờ còn đại đế thì em chịu rồi. Đế thì em chịu rồi. Thua máu à?
Cày nha. Giờ còn đại đế thì em chịu rồi. Cùng đến cái đấu tiếp theo là Init không ai gumer của CS 7 Angle Sumi Kata'e Mây Lị Yorizi Miku khó nhỉ. Đập luôn nhỉ. Giấu vậy yêu đi dị, nó giấu cả Miku. Bung nóc luôn. Ngon, mẹ mày sắp đau vừa đẹp. Rồi. À, sao mày không mang con kia vào? Lại cơ hội của mày zero vào mày lại không mang vào, lắm nào nhở? Những người thắc mắc nhịp thằng này sao nó không mang con zero vào nhở? Clear map rồi mà lại không mang zero vào. Ảo ma thật đấy. Zero vào thì không giết được Meili đang ở trong trạng thái này. Khó nhỉ. Ôi, nguyết bắn thế thì hỏng rồi. Nát gáo rồi. Nguyết bắn thế thì nát gáo rồi em ơi. Thế là xong. Mẹ Wit nó lại bắn cái phát nữa. Toang không hốc. Ô. Oh.
mẹ lại đỡ đòn. Thế rồi đi ăn. Quả không đỡ đòn hút được tí máu mình ăn. Được rồi, vẫn thua rồi, không chống được. Ok đây, clip này mình xin phép tạm dừng đây nhá. Bye bye, hẹn gặp lại anh em clip tiếp theo. Siêu ghê và thank you.